Kính thưa quý vị, nổ bom trong một khu chợ ở Pakistan làm ít nhất 16 người bị thiệt mạng, tin từ Jamrud. Truyền thông địa phương trích dẫn lời các quan chức an ninh cho biết một vụ nổ bom đã giết chết ít nhất 16 người và làm bị thương hơn 40 người khác. Giới hữu trách cho biết một vụ nổ bom đã xảy ra ngày hôm nay tại một khu chợ gần văn phòng của một quan chức chính phủ cao cấp ở thị trấn Jamrud, một phần của khu bộ lạc Khyber gần biên giới với Afghanistan. Số người chết có thể còn tăng. Đa số những người bị thương, nhiều người đang ở trong tình trạng nguy kịch, đã được đưa tới một bệnh viện tại thành phố Peshawar. Các giới chức nói rằng nhiều cửa hàng và xe cộ đã bị hư hại nặng trong vụ nổ này. Chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này. Khyber là nơi hoạt động của một loạt các nhóm chủ chiến Hồi giáo, trong đó có các nhóm Taliban ở Pakistan. Các nhóm này thực hiện một cuộc nổi dậy đẫm máu chống lại chính phủ trong nhiều năm qua.